Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Mình thì vừa đi học về, các bạn thấy mặc nguyên quần áo này thì thấy phòng bừa quá, thế là thôi dọn nhà tí thì tự nhiên móc ra trong ngăn bàn cái điện thoại này. Nhìn quen không? Đây là chiếc A5017 mà mình đã mang cùng với nó sang chuyến du học Úc lần này của mình. Và đây cũng là một chiếc máy mà đầu tiên mình sử dụng bên này, tức là sang này phát đổi phát từ iPhone sang này luôn. Để thứ nhất là vừa trải nghiệm hệ điều hành Android và cái thứ hai nữa là để đánh giá chi tiết thì nó cũng khá là nhiều kỷ niệm với mình. Thế là móc ra xong thì lên trên mạng tra thử giá xem tình hình con này giá rủng các thứ như nào, thì mới phát hiện ra là giá của nó bây giờ chỉ có 8 triệu các bạn ạ, tức là nó giảm 1 triệu so với cái mức giá ban đầu mà nó đưa ra vào đầu năm ấy. Và mình thực sự nghĩ là con này với mức giá 8 triệu này thì thực sự nó rất là đáng mua. Và tại sao nó lại đáng mua trong cái khúc giá là 8 triệu hàng chính hãng này ấy, xem hết video sẽ hiểu. Điểm đầu tiên đó chính là về thiết kế. Thực sự mình rất ấn tượng với thiết kế của dòng A năm nay của Samsung. Đẹp, sang trọng, bóng bẩy, đó là tất cả những gì mình có thể nói về thiết kế của dòng A năm nay. Và A5 thì không phải là một ngoại lệ. Nó sử dụng cái ngôn ngữ thiết kế là khung kim loại trước sau được làm từ kính, các góc đều được làm bo cong. Thế nên khi nhìn vào nó, chúng ta có một cái gì đó cảm giác nó rất là sang trọng, rất là mềm mại, có thể sử dụng cho mọi giới tính, mọi lứa tuổi luôn. Mình nghĩ là với thiết kế như này mà mang ra hàng đặt cạnh một cái biển giá tầm 10-11 triệu khi người ta vẫn chấp nhận được. Bởi vì thực sự là cái thiết kế năm nay Samsung làm thì nó cao hơn cái mức giá họ đưa ra rất là nhiều. Nhìn nó đẹp hơn rất nhiều so với mức giá các bạn nhận được, thực sự là như vậy. Mình đã sử dụng qua cả S7 và A5 thì mình thấy là thiết kế con này khi còn đẹp hơn cả S7 luôn, như thế nhiều người còn đánh giá như thế thật. Mình đã từng ước là mình có đủ khả năng để nhét cái nội thất của con S7 vào trong con này thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Tuy nhiên khen thì khen như thế nhưng mà nó vẫn sẽ có điểm trừ, đó chính là việc nó sẽ bám lại khá là nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Đây mới cầm một tí nhưng mà đã bám rất là nhiều rồi, và cái này thì chúng ta không thể tránh được. Đây là một cái bệnh chung của ngôn ngữ thiết kế kim loại của kính, nên là các bạn nhớ chú ý lau máy thường xuyên thì máy sẽ ngon thôi, không vấn đề gì cả. Cái lý do thứ hai là chiếc A5017 này nó hội tụ rất là nhiều tính năng của các máy cao cấp. Cái đầu tiên phải kể đến mà cũng là cái Samsung nhấn mạnh nhiều nhất trong các bài quảng cáo của mình, đó chính là khả năng chống nước. Nó sở hữu khả năng chống nước là IP68, tức là tương đương với S7, S7H, S8 và S8 Plus, bằng bố flagship bây giờ nó còn đâu nữa. Thế nên nếu các bạn sử dụng A5017 trong các cái sinh hoạt hàng ngày, dạng ví dụ như là đi bơi này, hay là đi tắm này, hay là đi trời mưa này, thì chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều. Thậm chí là bạn Thắng ngày xưa ở nhà dùng mấy con này còn thậm chí cho rửa xà phòng cơ, cho nó sạch cơ. Nhắc đến Thắng nhớ mọi người nha quá. Ngoài khả năng chống nước ra thì nó cũng được trang bị rất nhiều cái hay ho khác, có thể kể đến như là cổng USB Type-C này, tiếp theo nữa là cảm biến vân tay một chạm này, rồi có cả sạc nhanh nữa. Các bạn bỏ ra một số tiền tầm trung, tuy nhiên thì trong chiếc máy này đã sở hữu sẵn rất nhiều các tính năng của các máy cao cấp rồi, quá lời còn gì nữa. Và lý do cuối cùng đó là về hiệu năng. Chắc là nhiều bạn đang thắc mắc là tại sao mà bỏ ra đến 8 triệu rồi mà lại phải khen về hiệu năng. Rõ ràng hiệu năng tốt là một vấn đề mà chúng ta cần phải có rồi, đúng không? Số tiền cao như thế cơ mà. Nhưng mà thật sự thì với những cái mẫu máy hàng chính hãng mà đến từ các hãng lớn như Samsung chẳng hạn, thì cái hàng tầm trung này thực sự từ trước đến giờ thì mình luôn có một cái định kiến là nó hơi yếu, thực sự là nó hơi yếu. Và nó sẽ không thể đáp ứng được những cái nhu cầu ví dụ như là hơi nặng của mình, như kiểu chơi game 3D rồi mấy kiểu game kiểu A8 các thứ. Thế nhưng mà với chiếc A5017 này thì nó đã thay đổi hoàn toàn định kiến này của mình. Nó sử dụng con chip là 7880 và kèm với đó là 3GB RAM. Mình đã sử dụng con này cũng khá là lâu rồi nên mình có thể khẳng định với các bạn rằng là nó có thể đáp ứng cho các bạn đủ các loại nhu cầu, kể cả chơi game nặng luôn. Con chip 7880 này thì mình cũng nghe nhiều anh em nói rằng là nó tương đương với con chip Snapdragon 625. Mà con chip 625 thì tốt như là các bạn biết rồi, đúng không? Nhưng mà nó hoàn toàn có thể đáp ứng được đủ các loại nhu cầu của chúng ta. Và con chip này trên Samsung thì không phải là một ngoại lệ. Và vừa rồi thì mình đã đưa ra cho các bạn những cái điểm mà mình thực sự nghĩ rằng là chiếc A5017 này nó rất là đáng mua trong phân khúc giá là 8 triệu đồng hàng chính hãng. Nhưng mà đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn các bạn thì sao? Các bạn có nghĩ rằng là A5017 có đáng mua hay là không? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình ở phần comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ mình phải kết thúc video rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và để thấy hay thì các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.